Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình gã cái cục máy quay A209 nha anh em. Xe này là cục máy quá cọp luôn anh em. Máy đẹp, bao zin toàn bộ hết luôn. Chứ còn mấy món đồ lặt vặt của quay A nha. Như là ghi đông nè, đồng hồ nè, chìa dĩa, ốc với gác chân với chân ba với bộ sườn lót giấy nha anh em. Anh em mua loại nào thì cứ việc alo mình nha. Thì trước tiên thì mình quay cái bộ nồi đi. Bộ nồi còn khá đẹp luôn nha anh em. Zin nha. Nè, ốc chưa mở luôn nè. Đó, chưa có dấu mỡ luôn nha anh em. Đó, cái trong là mòn ít nha anh em, vẫn có mòn nhưng mà ít nha. Xe là chạy phải có mòn nha, nhưng mà mình gờ cái tay vô cảm giác là mòn rất là ít nha. Nói chung là cái bộ nồi này là khá là đẹp nè. Bao cho anh em là không hú nè. Vô chạy còn rất là bốc nha anh em. Bộ nồi này chạy rất là bốc nha. Ốc tán đầy đủ nè. Đó, nói chung là có nhiều ốc nồi đồ mình bỏ vô đây hết nha. Đầy đủ, nồi là bao zin cho anh em, bao đẹp luôn. Cái này giờ anh em chùi rửa ra là đẹp lắm nè. Rồi cái bộ nồi này bán cho anh em với giá là 900.000, 900, quá đẹp luôn nha anh em. Rồi tới cái bộ số thì đầy đủ nè, đẹp, bộ số khá đẹp nè. Số này là bao đẹp cho anh em nha anh em. Nói chung là xe này người ta rất chạy rất là ít nha anh em, bởi vì xe nó tới giờ mà nó còn đẹp như nè. Đó, cốt đầy đủ nha anh em, cốt số báo số đầy đủ nè. Đó, cốt số nè là y như trên clip mình quay nha, đủ bộ vậy nha. Mình bán cho anh em với giá là 550.000, bộ số quay A 550.000. Rồi tới bộ hoa lăng mâm lửa với ba nắp. Bộ ba nắp này thì anh người ta có sơn đây rồi nha anh em. Sơn lại đẹp nha. Sơn lại khá đẹp. Lửa zin. Lửa zin ở trong sạch đẹp nha anh em. Lửa zin sạch đẹp. Bộ lăng zin luôn nha anh em. Thất đời zin luôn. Bao anh em là toàn bộ là zin đẹp hết, không bị xúc gì hết nha. Khá là đẹp. Lốp nồi nhà anh em dòm nè, thấy sạch bon luôn không? Quá đẹp luôn. Xe này người ta chạy rất là kỹ bởi vì đồ nó còn mới vậy nha anh em. Lốp thì có sơn lên rồi. Thì cái bộ ba nắp này nó có đuôi cá nữa nha anh em. Nó có đuôi cá nữa. Nó có cái đuôi cá ở chỗ này nữa nè. Tại mình để qua bên kia rồi. Đó, nó có đuôi cá nữa nha. Có đuôi cá chỗ này thì mình bán cho anh em cái bộ ba nắp này là 1 triệu nha. Bán cho anh em bộ ba nắp này là 1 triệu. Đó. Dòm là lốc nồi nè, lốc nè, với đuôi cá, với hoa lăng mâm lửa, với sân đề nè. Đó, là bán cho anh em với giá 1 triệu. Rồi tới đầu lồng dên. Thì cái đầu này là nó chưa xuất cái miếng này ra luôn nha anh em. Cái miếng gòn này chưa xuất ra luôn nè, bởi vì mình không có tháo ra nha. Đầu này thì bao cho anh em là máy im gu luôn, không có kêu cò gì hết nha. Đẹp nha. Đó, bao đẹp cho anh em luôn. Sạch bon luôn. Ốc tán nè, không bị gãy gì hết nha. Đó, anh em dòm nè, cái nắp cò nè, quá đẹp luôn. Cái này là đời 209 thì nó là 43 đầu nha anh em, 43 đầu nè. Đó, nó có nắp này đầy đủ, tại vì nó mình tính tháo ra cho anh em coi nhưng mà nó chưa có bị xúc ra, nó còn dính cứng quá thì mình để vậy luôn. Thì mình bán cho anh em cái đầu này là bán cho anh em với giá là 1 triệu nha. Bộ đầu 1 triệu. Rồi tới cây dên. Dên thì đẹp luôn nha anh em, bao anh em là không bị lắc gì hết nha. Dên đẹp luôn luôn nè. Đẹp nha anh em, dên đẹp nè, y như mới. Đó, bao anh em là tay không bị lắc nha. Không bị lắc, không bị kêu gì hết nha. Chưa ép gì hết nha anh em, bật đạn zin luôn. Mình bán cho anh em có giá là cây dên này là có 2.8. Mình bán cho anh em có giá là 700.000 nha. 700.000. 700.000 nha anh em. Bữa nay biết bạn là xe đang lấy không? Rồi lấy trống kìa. Rồi. Đi sân này luôn hả? Không có. Rồi tới cái lồng nha anh em. Cái lồng này là ép tăng đa nha. Còn cái mặt giỏng nha anh em. Đây. Còn cái mặt giỏng đầy đủ. Bích tông đẹp luôn nha anh em. Không bị xước gì hết nha.
đó, ếch tăng đa. Thì cái này em bán cho anh em cái lọng này là 800.000 nha, 800.000 cái lọng này nha anh em, tầm bích tông tặng cho anh em cái bát này luôn, tặng cho anh em cái bát lọng luôn nha anh em, cái bát lọng bất bẩn nè, rồi 800.000. Anh em nào mua nguyên bộ thì mình tặng cho anh em là sen cam với 4 cây cù sông nha anh em. Nếu mà anh em nào mua nguyên bộ đầu lòng dên thì mình tặng cho anh em 4 cây cù sông với có ốc đầu đầy đủ với sen cam luôn nha anh em. Còn mua lẻ thì không có tặng nha anh em. Thì mình có báo giá hết. Đầu 1 triệu, dên 700, 800, lòng 800. Nhớ dòng dọc nè. Rồi, cái ghi đồng nha anh em. Cái ghi đồng thì bán cho anh em với giá là 200.000 nha. Ghi đồng 200.000 cái ghi đồng nha anh em. Rồi có tay thắng đồ đầy đủ hết, dây ga đồ, dây thắng đồ đầy đủ hết, dây e luôn nha anh em. Dây thắng nè, dây e luôn. Rồi 200.000. Rồi tới cái đồng hồ. Cái đồng hồ đẹp nha anh em, 350.000 nè, như mới luôn nè anh em. Đó, đồng hồ zin đẹp như mới, chen nhỏ đẹp luôn nha, chen nhỏ bao đẹp cho anh em. Rồi 350.000 nha anh em, cái đồng hồ 350.000. Đang nó cầm cái đầu này về là đầu rồi đó. Rồi cái củ đề này, củ đề lô nha anh em, bán cho anh em 100.000 đang hoạt động bình thường nha. Rồi tới bộ dây điện sườn. Dây điện sườn là nó có IC zin nè, sạc zin nè, tóc zin nè, bên sườn zin luôn. Mình bán dưới dây thì nó cũng còn tương đối đẹp nha anh em. Dắt từ đầy đủ. Có đây nó có cắt một cộng nha anh em. Cái này là cắt một cộng là người ta đi bóng đèn led á, người ta cắt một cộng ra, người ta đấu vô cái cộng dây lửa đó nha anh em, chứ nó không phải là đứt nha. Thì anh em nào xài thì xài gắn lại nè, thấy không? Ta còn chờ lại nè. Thì bán cho anh em bộ dây điện này, full bộ dây điện này là 700.000. Full bộ dây điện 700.000. Rồi tới buổi cùi. Rồi cái cùi dĩa này nó đầy đủ ốc tán, mình bán cho anh em với giá là 300.000 nha anh em. Ốc tán đầy đủ, không bị gãy ốc nha, không lủng lưng một đạn nha. Có mấy cục cành luôn. Dòng sành dĩa người ta cũng mới thay này nha anh em. Đẹp. Bán cho anh em với giá là 300.000. Rồi tới cái gác chân, gác chân nhôm đẹp nha anh em. Nè, đó, cao su không bị xệ, đẹp, nói chung là sạch sẽ nha anh em, không bị chày xèn xước gì hết nha. Bán cho anh em với giá là 250.000. Rồi tới cái chân bà, cái chân bà này thì có ốc tán đầy đủ nè, mình bán cho anh em với giá là 200.000. Quay an anh em xài chung quay game Trung Quốc được nha, lộn xài cho quay gỡ Trung Quốc được nha, lộn nói quay game, quay gỡ Trung Quốc thì không được nha anh em. Đó. Rồi xe tới bộ ốc. Bộ ốc này thì người ta có gam lại rồi nha anh em. Có gam lại là đẹp hết nha. Gam lại tương đối sạch đẹp. Thì nãy giờ tiền gam không anh em, mà gam không là tầm khoảng 300 mấy rồi. Bộ này bán cho anh em nguyên bộ ốc này, bán cho anh em với giá là 350.000 nha. Đầy đủ ốc tán nè. Cốt bánh trước, cốt sau, cốt gấp gì đầy đủ hết. Bán cho anh em với giá là 350.000. Rồi tới bộ sườn lắp giấy nha anh em. Sườn lắp giấy bản số 65H1. Thì mấy sườn lắp giấy này là mình bao cho anh em là số sườn zin, số máy zin toàn bộ hết nha. Toàn bộ là zin hết, không có cái này là bà sang tên vẫn được ok nha anh em. Sang tên được ok nha. Thì bộ sườn lắp giấy này bán thì bao tranh chấp cho anh em với giá là 1.600.000 nha anh em. Tiền ship 150.000. 1.600.000, tiền ship 150.000 nha anh em. Bao cho anh em toàn bộ hết, sườn lắp giấy bản số. Có bản số luôn nha anh em, mà mình không có tháo ra nha, có bản số luôn nha, bản số 95, bản số đẹp nữa nè, 1617. Thì mình bán cho anh em với giá là 1.600.000 nha anh em. Rồi video mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em nào mua thì alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em.